Philippines vừa nhận được 10 tàu tuần duyên của Nhật Bản vào hôm thứ Năm 18 tháng 8 để tăng cường an ninh hàng hải và chấp pháp ở Biển Đông, nơi căng thẳng với Trung Quốc đã gia tăng vì tranh chấp lãnh thổ. Hãng tin AFP dẫn thông báo của lực lượng tuần duyên Philippines cho biết tàu BRP Tubbataha dài 44 mét đã đến Manila và sẽ được sử dụng trong việc tìm kiếm và cứu hộ, thực thi pháp luật và các mục đích vận chuyển. Thông báo của lực lượng tuần duyên Philippines không nói rõ các tàu này sẽ được bố trí ở đâu. Đây là 10 tàu tuần duyên đầu tiên của Philippines được đóng tại Nhật Bản với tiền viện trợ của nước này, trong bối cảnh hai cựu thù trong chiến tranh thế giới thứ hai tìm cách tăng cường quan hệ quốc phòng khi Trung Quốc ngày càng tỏ ra hung hăng ở Biển Đông. Nhật Bản, nước đứng đầu về viện trợ phát triển cho Philippines, cho biết trong tháng này là sẽ cung cấp cho Manila thêm 2 tàu tuần tra bổ sung và cũng đã thảo luận về khả năng cho thuê phi cơ giám sát. Philippines gần đây muốn tăng cường các mối quan hệ quốc phòng gần gũi hơn với Nhật Bản, cũng như các đồng minh truyền thống như Hoa Kỳ và Úc, trong nỗ lực tăng cường khả năng chống lại nước láng giềng khổng lồ trong khu vực là Trung Quốc. Lực lượng tuần duyên và quân đội của Philippines nằm trong số những lực lượng yếu nhất trong khu vực. Nhật Bản gần đây cũng tăng cường quan hệ với Việt Nam và hứa hẹn sẽ giúp đỡ cho lực lượng tuần duyên Việt Nam qua huấn luyện, cung cấp tàu thuyền và các thiết bị khác. Phát ngôn viên lực lượng tuần duyên Philippines Armand Balilo cho biết lực lượng này sẽ được mở rộng trong 2 năm tới với việc tuyển dụng thêm 6.000 người và mua thêm tàu thuyền và máy bay từ Hoa Kỳ để bảo vệ vùng đặc quyền kinh tế của đất nước.